Thì người ta lùa đùa đẩy lục bình ra ngoài sông lớn nè, cho nó trôi nè. Xong rồi ngày mai bắt đầu người ta chặn hút bên kia, người ta kéo tiếp. Để hú lại này, hú qua cho mấy bạn xem người ta chặn lưới nha. Dưới đây nè mấy người, hàng hô cát lát nè. Ôi ta nhìn như thế cát ra nè, mình gặp lại đi. Bãi gì vậy? Có cá tra nè. Cá tra. Có một tí dặn 20 kg mà chưa có cho nó đủ đó. 20 kg hả? Ờ nó ngồi nó bơi luôn cả từ sáng giờ nè. Cái trời ơi. Mà từ sáng giờ kiếm 20 kg cho nó từ sáng giờ. Cho cá dòng họ 20 kg chưa? Mai. Mai chặn nữa hả? Thì mai chặn trên này dài tới tổng luôn á. Vậy hả? Dạ. À nè, đang chặn dài dài vô hả? Dạ, đang chặn dài dài vô. À. Tí nó dặn 20 kg mà từ sáng giờ nó bơi từ sáng giờ. Tí thằng bơi. Tí giá cầm tiền ngồi dồn lắm á. Ồ, cá ngon ngon rồi bạn. Ừ. 25.000 ký hả? Được. Tính hiểu gì mua xẻ khô cá gọn gọn. 25.000 ký nữa. Cá lát lát, cá lát lát có người dặn chưa? Cá lát lát này nhiêu ký trời? Cá lát lát này mắc à. Cá vô rẻ lắm. Cá này mà. À, thắt lát 90 ngàn ký xô vậy đó. Mà thắt lát này không có nhỏ. Ừ, lát ngon, lát này về xẻ thịt ra này. Em bán bằng giá của bà Nguyệt luôn, không có ăn mà là 1 ngàn nào luôn đó. Bà bán 90 con nữa hả? Ừ, bà mua vô 90 ngàn ký á bà Nguyệt á. À. Lát ngon quá. Không tin anh điện mà bà Nguyệt đi năm đứa giống con rồi đó. Mấy người mới lẩu tí nhậu mới lại về làm đó. Vậy đó hả? Ờ, nếu là nản không có gì đi nhậu luôn. Nhậu luôn. Nhậu xong á. Nó ngớp trầu vô, nó ngớp luôn á. Mấy thằng Sài Gòn nữa đâu có biết cái vụ đó. Chạy đi đâu máy đâu mà. Chạy ra. Chạy ra cắt lên xe chạy luôn. Qua đó nhiều rồi. Qua đây nhiều nhiều hết. Qua cái giờ khoảng mấy chục tí à. Mấy chục rồi. Qua này xong rồi tôi dạo một cái là nhấp à. Ừ. Bữa nay đã quớt rồi. Đã quớt luôn. Mới 10 hôm qua nữa mà. Ừ. Đó, chặn tới đằng này luôn nè. Ngày mai bắt đầu là người ta chặn lên hút lên kia luôn. Chặn lên tới tên luôn các bạn. Ta đẩy lục bình xuống với cái khúc này. Dạ, hú chờ coi người ta cuốn lưới cho dính không các bạn. Trời ơi, chưa bớt
Giờ Hữu ngồi đây Hữu chờ người ta cuốn lưới coi dính không mấy bạn. Đây là đó giờ Hữu mới thấy cái cách bắt cá này ở miền Tây luôn mấy bạn. Hữu quay lại Hữu chia sẻ cho mấy bạn. Thế là ta chặn lục bình lại hai khúc xong mấy bạn. Người ta đùa lục bình ra chặn chặn lưới lại rồi bắt đầu kéo cá rồi giăng lưới rồi mấy bạn. Đó lục bình đó, mà mấy bạn thấy lục bình không? Ngạt vậy đó. Mình kéo xong rồi mình lùa ra. Rồi lục bình ra mình chặn khúc luôn mấy bạn. Bắt từ 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 dài lên bắt hết con sông luôn các ok giờ Hữu cân cá Hữu về các bạn ơi, người ta chưa có cuốn lưới, ngày mai Hữu ra Hữu quay tiếp thì chia sẻ với bạn xem ha. Đây là cá tra, đây là có người đặt rồi, Hữu tính mua cá tra mà có người đặt rồi. Mai đi. Mai ra tiếp, mai ra quay. Hôm qua anh quay ngày qua đã. Chắc ngày mai nhiều à? Càng vô đông mà chắc ngày mai nhiều á. Bốn giờ rưỡi. Ok, Hữu đã tiền cá Hữu về các bạn ơi. Em lại các bạn ngày mai nha. Cần ký rưỡi cá trê trắng các bạn. Về ăn. Ký rưỡi cá trê trắng có 45.000 à. Tại Hữu về Hữu chiều Hữu đi tuốt dưa nữa các bạn. Nên là Hữu không có chờ coi người ta cuốn lưới được. Mà chị đó chị nói bữa nay không có nhiều mà ngày mai Hữu quay lại Hữu quay tiếp ha. Hôm qua nhiều lắm mà hôm qua Hữu không có biết, Hữu mới biết hôm nay à. Ok giờ Hữu về nha mấy bạn. Hữu xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Ngày mai là người ta chặn tới khúc bên này nè mấy bạn, lục bình như thế này nè, người ta đẩy ra bắt đầu người ta bắt đó, lục bình vậy đó, lục bình lớn vậy không á, vô lãi ta đẩy ra đó, để tôi chặn bắt lên tới bên kia luôn các bạn, chắc là phải 2-3 ngày nữa mới xong á.